Hello, hello, chào mừng các bạn đã quay trở lại với channel của mình Và mình là Tiểu Sư Phụ đến từ c 4 m Group Ngày hôm nay thì mình sẽ giới thiệu cho các bạn về một chương trình Airdrop rất là tiềm năng Đến từ dự án AI Arena nhé các bạn Dự án này thì chúng ta sẽ thực hiện những nhiệm vụ đơn giản để có thể kiếm được cái điểm POI Và sau này thì các bạn có thể quy đổi sang được token khi mà cái dự án lăn mainnet nhé Dự án này đã kêu gọi vốn được 11 triệu đô và tiêu biểu ở trong đó thì có Backer bởi Paradigm nhé Một trong những quỹ đầu tư rất là nổi tiếng trong thị trường Ở đây các bạn có thể xem hình ảnh này nhá Nó kêu gọi được 11 triệu đô trong hai vòng đầu tư Ở đây thì mình hướng dẫn cho các bạn cách để có thể tham gia vào cái chương trình Airdrop của dự án nhé Đầu tiên các bạn truy cập vào địa chỉ này Chúng ta sẽ à, nhập email và các bạn nhấn vào nút Very Email các bạn mở email ra để check nhé. Ok thì đây là mail của cái dự án gửi về các bạn này. Các bạn nhấn vào secure login login nhé. Đó thì anh em truy cập vào. Chúng ta sẽ tích vào đồng ý với các điều khoản của nó. Và các bạn nhấn agree. Các bạn nhập cái username này ví dụ như là mình sẽ nhập là cformigroup các bạn nhấn enter hub ok thì các bạn sẽ thấy đây chính là giao diện của dự án nhé chúng ta sẽ cần phải hoàn thành những cái nhiệm vụ khá là đơn giản để các bạn có thể là nhận được tối đa số lượng poi thì đầu tiên các bạn ấn vào phần social quest này thì nó sẽ có những cái nhiệm vụ như là join vào discord này follow twitter này Connect với ví này Mời ba bạn bè này Và mời tối đa là 10 bạn bè Để có thể là nhận được 5.000 point Thì ở đây ví dụ nhá Các bạn sẽ join vào Discord Các bạn click vào Chúng ta sẽ connect với tài khoản Discord của chúng ta Các bạn nhấn vào nút phê duyệt Sau đó thì anh em sẽ tiếp tục click lại để có thể hoàn thành nhiệm vụ nhá Các bạn nhấn roi vào kênh Discord của nó này Các bạn ấn vào Anh em ấn vào chấp nhận lời mời nhé. Ấn vào. các bạn nhập cái cấp tra ở trên kênh đi cọt của nó này cấp tra gì mà khó thế nhỉ? thì các bạn sẽ join được vào thành công cái kênh đi cọt của nó nha ta sẽ chọn này Các bạn nhấn tiếp theo này Chọn ngôn ngữ này Các bạn nhấn hoàn tất Ok thì các bạn sẽ thấy đây là cái giao diện của kênh nhá Anh em có thể chat một cái câu gì đấy ở trong cái kênh của nó sau khi các bạn đã tham gia vào Discord, các bạn quay trở về và các bạn nhấn vào. Chúng ta sẽ F5 lại thêm nó đã cập nhật nhiệm vụ chưa nhé. Ok, đã cập nhật xong rồi các bạn nhấn vào Claim Reward. Đó, thì nó sẽ cập nhật cái điểm point của chúng ta ở đây. 1000 point này. Tiếp theo các bạn quay trở về uh, Social Quest. Thì chúng ta sẽ làm nhiệm vụ uh, Follow X này. Các bạn nhấn Connect Twitter. Để có thể kết nối với tài khoản Twitter của chúng ta. Anh em nhấn cấp quyền cho nó nhé. Sau khi mà các bạn đã uh, kết nối thì anh em vào follow cái trang tweet này. Anh em vẫn vào follow. Đó, sau khi mà các bạn đã follow, các bạn quay trở về và các bạn nhấn confirm ở đây để xác nhận nhiệm vụ chúng ta đã làm và các bạn nhấn vào claim reward. Ok dạ, yeah, các bạn sẽ thấy point của chúng ta được cập nhật này. Tiếp theo nữa, quay trở về cái social quest thì làm nhiệm vụ tương tự tiếp theo follow tài khoản Twitter này. Các bạn làm tương tự thôi. Ủa? Gì vậy ta? Đó thì anh em nhấn vào follow nha. Sau khi follow xong thì về nhấn vào confirm. Và nhấn claim. Đó thì point nó sẽ cập nhật cho chúng ta. Đó 3 này quay trở về số, số quest và chúng ta sẽ hoàn thành tiếp theo những cái nhiệm vụ cuối cùng. Đó, claim. Quay trở về social quest tiếp tục Tiếp theo này Nhiệm vụ connect your wallet Các bạn ấn vào Thì các bạn kết nối với ví Metamask nhé Các bạn sử dụng mạng Ethereum Mainnet để kết nối Chúng ta nhấn vào tiếp theo kết nối với tài khoản Twitter và nhấn kết nối này. Ok, sau đó thì anh em sẽ thấy là à, nó sẽ tự động claim cho chúng ta thì phải. Đây, xem nào. Ủa sao đây cái này tối thui luôn rồi. Web nó khá là lag nha anh em. Tại thì anh em nhấn vào đây này. sau khi bạn kết nối thành công ví này các bạn nhấn vào phần uh, phần, uh, phần 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 submit này này connect này này thì chúng ta nhấn vào claim reward được ok thì point ta được cập nhật quay trở về social quest thì các bạn sẽ thấy còn ba nhiệm vụ đây là nhiệm vụ mời bạn bè nhá mời bạn bè thì các bạn mời được ba bạn bè các bạn nhận 2 nghìn point năm bạn bè các bạn nhận được ba nghìn và 10 bạn bè thì các bạn sẽ nhận được năm nghìn mời bạn bè thì các bạn nhấn vào phần rapper and earn này này đây đây chính là cái đường link nhá. Các bạn uh, copy cái đường link này này, giới thiệu đến bạn bè cũng như là những người tham gia sử dụng uh, cái chương trình op của dự án ấy để chúng ta có thể nhận được tối đa số lượng poi nhá. Ok thì đây là một dự án rất là tiềm năng và cái nhiệm vụ cũng khá là đơn giản. Anh em cố gắng để thực hiện và nhận được tối đa số lượng poi nhá. Thì những cái gì thắc mắc không hiểu thì anh em có thể comment ở phía dưới của video, mình sẽ giải đáp giúp cho các bạn nhá. Chúc cho bạn luôn luôn may mắn, kiếm được thật nhiều coin và kiếm được thật nhiều tiền. Đừng quên nhấn vào nút đăng ký, nhấn quả chuông để luôn được update những dự án uy tín và chất lượng đến từ channel của mình. Có bây giờ, xin thân ái, chào và hẹn gặp lại.